Xin chào các bạn. Thì shop mình có bán pin cho máy ảnh cơm bắc xưa nha các bạn. Đây là những dòng pin zin, là hàng tháo máy, hàng đã qua sử dụng. Thì mỗi viên pin bán ra thì được bảo hành 6 tháng nha các bạn, để cho các bạn yên tâm sử dụng nha. Đây là pin zin xài cực kỳ ngon, không phải là pin for nha các bạn. Lương 7-8 triệu vẫn ngồi livestream, bắn nhau đá bóng xem phim, cú lên một tiếng cả team chơi cùng. Đêm đêm anh lại tiệc tùng, âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa? Độ này vẫn giống độ xưa, vẫn đợi donate vì chưa có tiền.